Người xưa thường có câu không thầy đố mày làm lên, không thầy đố mày nằm lên, không thầy đố mày làm nên. Chúng ta mỗi khi lớn khôn thì bên cạnh những sự dạy dỗ của ông bà cha mẹ thì cũng không thể thiếu sự xuất hiện của những người thầy. Tất nhiên, thầy thì cũng có nhiều kiểu thầy: thầy giáo, thầy đồ, thầy cúng, thầy thuốc, thầy ba, thầy huấn, thầy ông nội, thầy. Tuy nhiên, kiểu thầy mà tôi đang muốn nói tới là thầy cô giáo. Những người đã mang tới kiến thức không chỉ về sách vở mà còn xã hội nữa, để nhằm tri ân cho ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Vậy nên tôi đã quyết định làm cái top list này về những bộ phim chủ đề giáo viên. Nhưng mà sự thật là mỗi bộ phim tôi sắp giới thiệu đều sẽ có một cái hay riêng, nên là tôi sẽ làm một cái tier list để giúp các bạn có thể chọn những cái phim mà cảm thấy phù hợp hơn. Và chúng ta hãy bắt đầu với hạng đầu tiên mang tên là phim nên xem ít nhất một lần trong đời. Đây là một cái hạng phim mà tôi đánh giá là những bộ phim sẽ giàu cảm xúc và hơn hết là có nhiều cái thông điệp ý nghĩa giá trị trong cuộc sống này. Và cái phim đầu tiên tôi đưa vào cái danh sách này đó chính là Lean On Me năm 1989. Một bộ phim đã từng được recap trong những video trước đây của The Reviewer, nói về hành trình cải tạo lại ngôi trường nát hơn tương bần của vị hiệu trưởng trông hơi giống Nelson Mandela này. Thì tên của ông là Joe Clark. Ông là một nhà giáo tâm huyết nhưng mà đã nghỉ việc sau khi tiết lộ bí mật về sự giáo dục như đờ bờ gờ rờ của nhà trường. Đối mặt với chất lượng của một ngôi trường không khác gì mấy cây xăng của Hà Nội dạo gần đây, đó là đều trống rỗng. Joe phải cố gắng bằng mọi giá để giúp trường học không bị đóng cửa bằng việc đạt được những mục tiêu 75% học sinh trong trường phải vượt qua bài kiểm tra. Thì đây là một bộ phim mà tôi rất là thích, bởi vì nó cho ta thấy rằng không cần phải là chúa trời mà chỉ cần là một sự tận tâm của một người thầy trong việc dẫn dắt các học sinh đi theo đúng con đường đúng đắn thôi. Cái việc hy sinh lợi ích của bản thân vì tương lai con trẻ đã khiến cho người thầy thực sự trở thành một vị thánh trong mắt những người học sinh mà họ thay đổi được. Phim tiếp theo tôi xếp vào hạng này đó chính là Cậu bé đặc biệt. Một bộ phim đến từ đất nước Ấn Độ nhưng không phải là một câu chuyện dài lê thê vài trăm tập hay là những pha hành động còn chậm hơn cả chuyện mà được xếp tăng lương. Cậu bé đặc biệt là một câu chuyện đầy nỗ lực của thầy giáo mỹ thuật tên là Ram trong việc giúp đỡ một cậu nhóc tên là Ikshan, khi mà cả nhà trường lẫn phụ huynh thì đều quay lưng với cậu nhóc, bởi vì đối với họ thì dạy chó nói tiếng Ái Nhĩ Lan có khi còn dễ hơn là giúp cậu bé này xóa nạn mù chữ. Tuy nhiên, Ram lại là một thầy giáo kiên nhẫn. Ông đã giúp cậu nhóc bỏ đi mặc cảm mình chỉ là một thằng báo nhà. Anh cải thiện trình độ đọc hiểu của cậu, đồng thời giúp Ikshan đánh thức tiềm năng của bản thân. Đây là một bộ phim hay và nhân văn. Nó cho ta thấy việc giáo dục đôi khi không phải là chỉ ở kỷ luật hay là nghiêm khắc, mà đôi khi nó là còn sự mở lòng và tình yêu thương. Phim cũng có phần âm nhạc cực hay, chắc chắn là sẽ khiến bạn không thể nào mà rời mắt. Phim tiếp theo mà tôi quyết định đưa vào chính là Friend of the Class. Một bộ phim rất hay xoay quanh thầy giáo Brett Cohen trong việc phải đối mặt với một hội chứng khiến anh thi thoảng lại tự phát ra những âm thanh kỳ lạ như là mấy con gà trong map CS Italy ấy. Tuy nhiên, bất chấp những cái hội chứng quái ác này của mình thì Brett vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ trở thành một thầy giáo. Với hàng loạt trở ngại cay đắng và bất lực, đây là một bộ phim khiến tôi phải xem đi xem lại nhiều lần, bởi vì nó luôn tạo động lực cho tôi rằng nếu Brett ngay cả khi có khiếm khuyết về âm thanh vẫn có thể trở thành một thầy giáo thì một người bị khiếm khuyết lười như tôi thì tại sao lại không nhỉ? Một trong những bộ phim tiếp theo mà tôi muốn xếp vào trong cái hạng này đó chính là Thung lũng hoang vắng. Một bộ phim Việt Nam rất là old but gold. Bộ phim nói về những nhà giáo ở vùng cao trước năm 2000. Đây là một câu chuyện xung quanh ba giáo viên là thầy Tành, một hiệu trưởng chân chất như cục đất, cô Minh, một giáo viên của trường, người thích thầy Tành, và cô Giao, giáo viên thứ hai của trường, người thầy Tành thích. Ba con người này tình nguyện lên bản để giúp những đứa trẻ dân tộc có được con chữ, đồng thời cũng phải đối mặt với những vấn đề xung quanh cuộc sống như là tình yêu và cả những khó khăn trong công việc, từ đút sữa vào mồm học sinh để chúng không bỏ học, đang học thì lớp thành bể bơi. Tuy nhiên, sau tất cả thì họ vẫn vượt qua để tiếp tục mang cái chữ về bản. Mặc dù bị giới hạn về kỹ thuật và chất lượng phim thời đó, nhưng mà phim lại được làm rất chân thực và bình dị. Đồng thời nội tâm nhân vật được khai thác có chiều sâu. So với một số thảm họa phim Việt Nam dạo gần đây thì đúng kiểu là phim này như là một thiên thần đứng cạnh một thằng đần vậy. Kết thúc hạng phim nên xem ít nhất một lần trong đời, chúng ta hãy đến với những bộ phim nên xem khi bạn có thời gian. Bởi để có thể tận hưởng được trọn vẹn nội dung của phim thì bạn cần phải dành một chút thời gian cho chúng. Thứ quan trọng với một số người và không quan trọng lắm với những người như tôi. Thời gian của tôi bị deadline dí hết rồi thì làm gì mà còn nữa để mà xem phim ạ. Trong thứ hạng này, tôi quyết định sẽ đưa vào bộ 3 live action. Đều là bộ 3 đến từ Nhật Tân, Nhật Bản. Great Teacher Onizuka, Gokusen và Kamen Teacher. Đầu tiên là Great Teacher Onizuka. Đối với thế hệ 89X ở Việt Nam thì đây có lẽ là một cái tên cực kỳ hoài niệm, là Tôi đi tìm tôi. Bộ phim chuyển thể từ bộ truyện này nói về nhà giáo quốc dân với cái tên Việt hóa là Đỗ Thành Đạt, nói về thầy giáo Đỗ Thành Đạt, ông thầy mơ ước của bao thế hệ học sinh. Một cua rơ có tiếng, người thầy không có chuyên môn giỏi nhất nhưng chắc chắn là có con xe máy xịn sò nhất. Đấy, nhìn mấy quả xe của thầy đem so với mấy con phân khối lớn của mấy ông nhõi hay cháy phố ở Giải Phóng bây giờ xem, chả khác gì cái ông bó bột bỏ nạng đi bộ cả, vì nó rất là khập khiễng. Đỗ Thành Đạt đã quyết định trở thành thầy giáo vĩ đại nhất bằng cách dạy cho học sinh những bài học xã hội
mang đầy tính nhân văn và chân thực. Dù rằng việc trở thành giáo viên của anh vấp phải rất nhiều trở ngại từ những học sinh cứng đầu và những giáo viên cực đoan đầy định kiến. Nếu các bạn từng là những học sinh có quá khứ cá biệt và nghịch ngợm thì không nên bỏ qua cái bộ phim này. Tuy nhiên, tôi xếp nó vào hạng nên xem khi có thời gian, bởi vì cái bản live action của phim này có tận 2 season và thậm chí là tôi còn khuyến khích các bạn nên xem anime hoặc thậm chí là manga để có thể có được trải nghiệm tốt nhất về series này. Còn với Gokusen thì cá nhân tôi nhận định đây là một cái dạng Onizuka nhưng mà phiên bản nữ. Phim kể về cô giáo tên là Yamaguchi Kumiko, con gái của một ông trùm băng đảng Yakuza, trên con đường đi cải tạo học sinh cá biệt trở thành lê bá khánh trình. Nói chung thì cũng như là Onizuka, các bài học và ý nghĩa nhân văn của Gokusen cũng hết sức là đặc biệt. Nhưng mà bạn sẽ vẫn cần thời gian để xem hết các tập hay là đọc manga thì mới có thể trải nghiệm được trọn vẹn cái độ hay của bộ này. Bởi vì cô giáo Yamaguchi cũng đỉnh chẳng kém gì anh thầy Onizuka cả. Cuối cùng ở thứ hạng này là một bộ phim mà dành cho mấy ông fan của mấy bộ kiểu Kamen, đó chính là Kamen Teacher. Một bộ phim ảo lòi nói về Gota Araki, người sẽ đeo mặt nạ và để đấm mõm mấy thằng học sinh cá biệt. Tuy nhiên, vì nó có luật giáo viên không được phép bạo hành học sinh, nên là anh phải đeo mặt nạ và để đánh chúng nó cho khỏi bị ăn kiện. Về cơ bản thì đây cũng là một bộ khá là hay, nhưng mà để có thể cảm nhận được trọn vẹn nó thì cũng như hai bộ trên, chúng ta phải dành thêm nhiều thời gian để đọc manga. Nhìn chung thì mấy bộ live action của Nhật thì có phần kịch bản không hề tệ. Có điều là diễn xuất của các diễn viên thì đúng là bạn nên dành nhiều thời gian hơn để xem, không phải là bởi vì nó khó hiểu mà là vì nó khó quen. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với cái thứ hạng mà tôi gọi là những bộ phim xem để vui và giải trí. Tôi đặt ra hạng này bởi vì là những bộ này thực sự rất là vui. Chúng ta hoàn toàn có thể xem với sự thư thái đơn thuần mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Ba bộ sẽ được tôi liệt kê vào đây lần lượt sẽ là Big Brothers, The School of Rock và Kindergarten Cop. Đầu tiên là Big Brothers, kể về thầy giáo Trần Onizuka Trung Hoa, nhưng mà tóc đen và múa kung phu. Sau khi chán làm diệp vấn, anh quyết định chuyển sang dạy học và đồng thời giải quyết vấn đề cho đám trẻ châu mới lớn bằng các hành động như là đánh người nước ngoài để cứu học sinh này, hủy hoại sự nghiệp của các bạn cùng lớp năm xưa rồi xin lỗi này. Nói chung thì đây là một bộ phim kiểu phiên bản Onizuka nhưng mà đánh kung phu ấy. Nhưng mà bởi vì nó có diệp vấn đứng múa nên là xem để giải trí thì cũng không hề là một lựa chọn tồi. Trái lại, School of Rock thì là một bộ phim cũng giải trí nhưng mà không cần phải gõ nhau. Khi mà nhân vật chính của chúng ta là Dewey Finn, thay vì đi lồng tiếng cho gấu trúc Po thì đã quyết định trở thành thầy giáo. Nhưng mà không phải để giúp đỡ học sinh, mà là bắt tụi nó lập band để biểu diễn kiếm tiền cho mình trả nợ. Nhìn chung thì phim này khá lôi cuốn về mặt nội dung và cũng khá là hài hước nữa. Nếu bạn vừa là chúa hề vừa là người mê rock thì đây là một bộ phim cực đỉnh để giải trí. Tiếp theo đó là Kindergarten Cop. Tôi đưa vào đơn giản là bởi vì nó có Arnold. Sau khi đã chán làm kẻ hủy diệt thế giới thì anh đã quyết định trở thành kẻ hủy diệt mầm non bằng cách làm cảnh sát chìm trong lốt ông thầy mẫu giáo để điều tra phụ huynh học sinh. Anh là người được cả học sinh lẫn phụ huynh yêu quý. Nhìn chung là tôi đưa bộ này vào danh sách bởi vì là Arnold sống cùng với tuổi thơ của tôi hồi mà còn xem mấy cái đĩa CD ấy. Những pha diễn của anh dù là tấu hài hay là hành động thì cũng đều mãn nhãn cả. Vì cái thứ mãn nhãn nhất thì chắc chắn là cái quả thân hình này của anh rồi. Cuối cùng là vị trí mà tôi dành cho những phim đừng thử qua nếu bạn không thích. Nghĩa là nếu bạn không thích những cái kiểu phim như này ấy, thì tốt nhất là không nên xem. Những phim ở hạng này thì không hề tệ, ở khía cạnh nào đó nó còn khá hay. Tuy nhiên, cái hay của nó lại khá là kén người xem. Vậy nên nó sẽ cần bạn phải có một tâm trạng thật tốt hoặc là thích những cái kiểu loại phim như này thì bạn mới có thể thấy hay được. Hai bộ phim tôi xếp vào hạng này là Anh Thầy Ngôi Sao năm 2019 và Silence. Với Anh Thầy Ngôi Sao thì đây là một bộ phim có sự tham gia của Huy Me vào vai một người có ước mơ trở thành một ca sĩ Hàn Quốc, tóc tai vuốt vuốt. Nhưng mà khổ cái là gia đình lại muốn anh làm thầy giáo. Sau khi bị quản lý âm nhạc úp bô, anh đã tới một vùng đảo xa để dạy học, trải nghiệm cuộc sống của một người dân đảo và giúp các học sinh nơi đây vào đời bằng cách là cho chúng đi thi ca nhạc. Theo tôi, đây là một sự pha trộn giữa Teacher Diary và School of Rock. Ở một khía cạnh nào đó thì bộ phim không có tệ. Tuy nhiên, nếu bạn là một người có thành kiến với phim Việt Nam như tôi thì bộ phim này không khác gì Cù Lao Xác Sống cả. Bộ phim tiếp theo là Silence. Tôi xếp vào đây vì nếu bạn không quen với một cái phim mà có cái ending bế tắc ấy, hay là những tình tiết kiểu như là bị ức chế ấy, thì bộ phim này thực sự là không hề dành cho bạn đâu. Phim kể về một thầy giáo tên là Gang In-ho, người làm việc để có tiền chữa trị cho con gái, trở thành một thầy giáo ở một trường cho trẻ em khuyết tật. Nhưng khi anh phát hiện ra học sinh trong trường bị lạm dụng tình dục bởi một giáo viên trong trường, anh đã quyết định vạch trần những hành vi cầm thú đó. Tuy nhiên, thay vì cho đám thủ phạm 14 cuốn lịch hoặc là úp mặt vào tường ăn đạn thì cảnh sát, công tố và những cộng đồng lợi ích nhóm câu kết với nhau đã che đậy vụ việc lại. Có thể nói đây là một bộ phim được làm rất tốt, tốt đến cái nỗi mà tôi phải xếp nó vào hạng đừng thử nếu bạn không thích. Vì sau khi xem xong tôi còn phải lật đật xem lại xem là nó có gắn nhầm tác phim kinh dị hay không. Cảm xúc duy nhất của tôi sau khi xem xong bộ phim này là tôi không còn cảm thấy sợ ma quỷ nữa. Lòng người còn đáng sợ hơn nhiều các bạn ạ. Đây chắc chắn là một bộ phim bạn nên thử xem một lần trong đời. Ok, và trên đây là tier list tôi xếp hạng các bộ phim về giáo viên mà các bạn nên xem vào dịp 20 tháng 11 này. Tất nhiên là vẫn còn rất nhiều bộ phim nữa, nhưng đây là những bộ phim mà tôi đã xem. Không, thực ra là cái thằng viết kịch bản này nó đã xem. Còn bạn,
Bạn có biết bộ phim nào về các giáo viên nữa hay không? Hãy comment cho chúng tôi biết ở phía dưới nhá. Còn bây giờ, tôi là Thanh Xá. Chúc các bạn có một ngày xanh lá.